Mỹ Duyên, 30 năm miệt mài cống hiến nghệ thuật, 42 tuổi mới làm cô dâu, ô 50 hạnh phúc bên chồng con. Tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất xinh đẹp, Mỹ Duyên hiện vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, chị tích cực hoạt động trên sân khấu kịch và tham gia nhiều dự án phim ảnh. Mỹ nhân được yêu thích bậc nhất một thời. Nhắc đến Mỹ Duyên, khán giả sẽ nhớ ngay đến một trong những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu những năm cuối thập niên 90 đầu 2000. Tên tuổi của chị gắn liền với nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình đình đám như Vị đắng tình yêu 2, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề, Xóm nước đen, Gái nhảy, Lọ lem hè phố. Mỹ Duyên sinh năm 1972 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, chị đã được gia đình định hướng theo đuổi nghiệp múa ba lê. Với tài năng và diện mạo xinh xắn, khi mới lên 10 tuổi, Mỹ Duyên đã được chọn sang Nga học múa tại một ngôi trường cực kỳ danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ về nước mang theo hoài bão phát triển sự nghiệp. Trong thời điểm đó, do nghề múa ở Việt Nam còn chưa được trọng dụng, nên giấc mơ này của chị đành khép lại. Nhưng giờ đây, một cánh cửa sự nghiệp khác lại mở ra với Mỹ Duyên khi chị bén duyên với diễn xuất. Nhờ vẻ đẹp ấn tượng và biểu cảm tốt, Mỹ Duyên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Chị bắt đầu được mời tham gia nhiều bộ phim, tác phẩm kịch với nhiều thể loại và diễn khác nhau. Đến năm 2002, chị hóa thân thành công vào nhân vật Hoa trong bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Từ đó, chỗ đứng của Mỹ Duyên trong làng điện ảnh càng vững vàng. Sau hơn 30 năm làm nghề, Mỹ Duyên nay đã bước sang tuổi 50, chị vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, đóng nhiều vở kịch, phim điện ảnh và truyền hình. Những tác phẩm gần đây nhất Mỹ Duyên tham gia phải kể đến Cây táo nở hoa, Dâu hổ đại chiến mẹ chồng, Hồng nhan, Lớp học đại ca. Thời gian trôi qua, Mỹ Duyên nay đã không còn trẻ nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nhan sắc của chị dường như ngày càng mặn mà đầm thắm theo thời gian, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Kết hôn muộn, sống kín tiếng nhưng hạnh phúc. Sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Mỹ Duyên khá lận đận. Trước đây đã có lúc chị nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi mọi thứ, trở thành mẹ đơn thân. Cụ thể, năm 35 tuổi, Mỹ Duyên từng tuyệt vọng vì chưa có tổ ấm riêng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng con, cô chỉ biết thở dài và phó mặc cho duyên phận. Sau 3 năm sau đó, Mỹ Duyên gặp doanh nhân gốc Huế, Việt Kiều Đức tên Hoàng Công Phước. Lúc đó, Công Phước đang làm giám đốc chương trình Sức Sống Mới và Mỹ Duyên tham gia với tư cách MC. Tuy nhiên, khoảng thời gian mới quen biết, cả hai mới chỉ giữ liên lạc chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Phải đến thời điểm Mỹ Duyên dừng hẳn công việc người dẫn chương trình, Công Phước mới dám ngỏ lời với nữ diễn viên xinh đẹp. Mỹ Duyên nhận lời yêu Công Phước vào đúng ngày sinh nhật bạn trai. Mối quan hệ này không bắt nguồn từ việc nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 đã ế quá lâu, mà xuất phát từ cách sống, tình cảm, sự tử tế của Công Phước. Nhận xét về Mỹ Duyên, doanh nhân tài năng cũng đánh giá, diễn viên Gái nhảy là người thật thà, bình dị nhất trong số những người nổi tiếng anh từng tiếp xúc. Sau thời gian âm thầm hẹn hò, cả hai dọn về sống chung một mái nhà. Năm 40 tuổi, Mỹ Duyên hạ sinh con trai đầu lòng. Việc làm mẹ ở tuổi tứ tuần khiến cô gặp không ít khó khăn. Ôm cậu con trai Philly kháu khỉnh trong lòng, nữ diễn viên Mỹ Duyên chia sẻ thời gian đầu sinh con chị stress rất nhiều vì vất vả quá, thế mới khâm phục những bà mẹ đơn thân như thế nào. Do chỉ có một mình gia đình chồng lại ở nước ngoài, nên thời gian chị đẻ chỉ có chồng và các bạn đồng nghiệp đến chăm sóc trò chuyện cùng. Kiến thức nuôi dạy Philly cũng do Mỹ Duyên học hỏi từ bạn bè, cái gì khó hơn thì lại nhờ Google. Tuy vất vả nhưng Mỹ Duyên cho biết, cái cảm giác hạnh phúc khi được ở cùng con, chăm cho con thì phải làm mẹ mới cảm nhận hết được sự tuyệt vời ấy. Đến khi con cứng cáp, Mỹ Duyên mới trở lại màn ảnh và tiếp tục theo đuổi đam mê. Đầu tháng 5 năm 2014, Mỹ Duyên cùng ông xã sang Đức tổ chức đám cưới. Không quá hoành tráng, xa hoa, nhưng ngày vui của cặp đôi này nhận được sự chúc phúc từ gia đình, người thân và đồng nghiệp. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, bé rất ngoan ngoãn lanh lợi. Do có con muộn nên chị dành nhiều tình yêu thương và sự chăm sóc cho con. Có thể nói, ở tuổi 50, Mỹ Duyên đang có cuộc sống khá êm ấm, bình yên bên chồng con. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nữ diễn viên bộc bạch vợ chồng chị luôn tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi luôn nhường nhịn nhau, không thể từ một phía, đó là điều tưởng đơn giản. Nhưng về bề dài, bề sâu cũng khó vì mỗi người đều có cái tôi lớn, nữ diễn viên chia sẻ trên Thanh Niên. Vì là diễn viên nên Mỹ Duyên không tránh khỏi việc phải đóng cảnh tình cảm với bạn diễn, nhưng chồng chị không hề ghen tuông và luôn thấu hiểu cho công việc của vợ. Trong khi đó, tuy chồng thường xuyên đi công tác, mỗi tuần chỉ về được 1-2 ngày, song Mỹ Duyên vẫn sắp xếp việc nhà ổn thỏa. Nhờ vậy, dù phải sống cảnh vợ chồng ngâu, song vợ chồng Mỹ Duyên vẫn hạnh phúc gắn bó sau nhiều năm kết hôn. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh, Mỹ Duyên không sống trong thành phố mà về trang trại nơi chồng làm việc. Cuộc sống ở đây bình yên và khác xa với thành phố. Chị phụ giúp chồng chút việc, dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng không gian thiên nhiên xanh tươi yên bình. Sau này khi dịch được kiểm soát, nữ diễn viên quay trở lại các dự án nghệ thuật. Chị tích cực tham gia đóng phim truyền hình, biểu diễn trên sân khấu kịch. Trên trang cá nhân, Mỹ Duyên thường xuyên khoe ảnh tập kịch hay cảnh hậu trường đóng phim. Dù bận rộn theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng Mỹ Duyên vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Khi có những sự kiện bản thân cảm thấy không quá cần thiết phải có mặt, chị sẽ cân nhắc để có thời gian ở bên gia đình.